cái chúng ta không biết chắc chắn là nó có thể gây lỗi hay không. Đấy, thì người ta nghĩ ra một cái giải pháp là sẽ tiến hành là tạo ra một cái ngoại lệ để bắt cái lỗi đấy là lỗi gì. Ví dụ các bạn còn nhớ, ví dụ các bạn học PP ấy, sẽ còn nhớ là lúc đầu chúng ta học môn PP1 ấy, nó sẽ có một cái đoạn kết nối đến cơ sở dữ liệu thì đưa vào try catch đúng không? Nếu mà đưa cái code đấy, cái code mà kết nối cơ sở dữ liệu mà kết nối thành công thì sẽ chạy tiếp, còn nếu mà không kết nối thành công thì nó chạy chạy code vào catch để nó bắt ra cái lỗi đấy là lỗi gì và dừng cái website của chúng ta lại tại thời điểm nó bắt lỗi đấy. Được chưa? Còn ở đây trong JavaScript chúng ta cũng có như vậy. Thì trong JavaScript thì nó tạo ra một trang bị cái công cụ để quản lý lỗi phát sinh trong quá trình chúng ta tiến hành code với ba cái từ khóa là try, catch và finally. Được chưa? Try, catch và finally. Thì chúng ta có một cái đoạn ví dụ như sau. Đây. Chúng ta có cái lệnh là lệnh hello. Chúng ta có lệnh là hello. Hello Poly, hello FPT Polytechnic đúng không ạ? Sau đó chúng ta có một loại đoạn lệnh dưới nữa là document query selector H2 inner text JavaScript nâng cao. Được chưa? Các bạn thấy ở trong cái lệnh script này có gì bị lỗi không? Có gì bị lỗi không? Hello đâu phải là function A hello vậy? Là gì? Hello này theo lệnh chúng ta đang gọi ở đây ấy thì nó là một cái hàm đúng không? Có cặp giống ngoặc tròn này nó thể hiện nó là cái hàm đúng không? Đúng không? Nhưng mà ở dưới cái script này chúng ta thấy là chưa hề định nghĩa ra cái hàm hello này mà chúng ta đã gọi rồi. Đúng không ạ? Thì nó sẽ báo lỗi ngay lập tức là hello e not defined, tức là cái hàm hello này chưa được định nghĩa. Đúng không ạ? Đây tôi sẽ code thử lại cho các bạn coi xem nó có đúng không. Exception này. HTML. Đây. H2. Là demo lỗi. Rồi. Chúng ta có thể script. Trong script này chúng ta gọi cái hàm hello. FPT Polytechnic. Thì này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ viết tiếp là document.query selector. Query selector là H2.innertext. Innertext bằng PT14313 web. Như này. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta chạy cái file này. Thì các bạn sẽ thấy ở trong phần console ấy nó báo lỗi luôn, uncut reference error là hello is not defined. Được chưa? Nó là nó nằm ở cái dòng exception.html dòng số 6 ở đây. Được chưa? Thì nó báo lỗi ngay lập tức. Thế vậy lỗi này ảnh hưởng gì đến cái website chúng ta đang làm? Thì các bạn thấy cái đoạn code này của tôi thì theo logic là nó sẽ không sai gì cả. Tuy nhiên khi bởi vì cái JavaScript nó bị lỗi ở dòng 6 rồi cho nên ở dòng dưới này nó sẽ không chạy nữa. Được chưa? Tức là những cái lỗi ở phía sau á, được code ở phía sau cái lỗi tại thời điểm xảy ra thì những cái dòng phía sau nó không chạy nữa, nó chết luôn. Và nó báo thẳng lỗi cho chúng ta như này luôn. Được chưa? Thế bây giờ để đảm bảo được cái website của tôi nó có thể bỏ qua được cái lỗi này mà nó vẫn xử lý được những cái luồng logic khác thì tôi sẽ phải dùng try catch. Được chưa? Thế vậy tôi sẽ dùng như thế nào? Thì ở trong slide chúng ta có ghi ở đây. Try, định nghĩa try. Trong cái việc chúng ta định nghĩa try ra ấy thì ở đây ghi là các câu lệnh có nghi ngờ có khả năng xây dựng gây ra lỗi thì sẽ được đưa vào trong try. Được chưa? Catch là sẽ bắt lỗi và cho phép lập trình viên biết được lỗi đó lỗi gì, có thể xử lý lỗi hoặc hiển thị lỗi cho người dùng biết hoặc là xử lý một cái logic khác để đảm bảo được web chúng ta nó chạy đúng. Được chưa? Finally là các lệnh nằm trong mệnh đề finally thì được chạy sau khi kết thúc các mệnh đề try catch bất kể có ngoại lệ xảy ra hay không. Được chưa? Thì đây chúng ta sẽ code như sau. Nếu với cái đoạn này chúng ta sẽ code như sau. File. Được chưa? Tôi nghi ngờ cái đoạn hello world này nó sẽ gây lỗi. Tôi phang nó vào đây. Tôi sẽ viết catch. Đây catch chúng ta như nào? Catch error ở đây. Chúng ta tiến hành là console log ra cái error. Và như làm như thế nào thì làm. Tôi đích cần biết là công diễn ra như nào thì tôi sẽ có cái finally.
Finally. Finally rồi, đây, đúng không? Biết đúng cú pháp rồi. Finally, bằng mọi giá tôi phải chạy được cái đoạn document này. Dạ. Lesson 2, à, bài slide 2. Phải tra lỗi. Tra lỗi phát sinh. Được chưa? Đây, thì chúng ta sẽ reload lại cái này. Dạ, chúng ta cái thứ nhất là đã thấy hết lỗi rồi. Dạ. Và cái lệnh document query selector inner text của chúng ta nó luôn luôn đảm bảo nó chạy được. Tuy nhiên, cái lỗi này nó vẫn xảy ra, lỗi vẫn xảy ra và nó lốc lại tại tại đây. Được chưa? Các bạn code thử cái này đi xem có đúng không? Theo đúng không? Alo. Vâng thầy. Cái gì Đúng rồi thầy. đấy thì là cái đấy là cái cách chúng ta là nghi ngờ cái đoạn nào nó có lỗi thì chúng ta sẽ tiến hành đưa cái đoạn nghi ngờ đấy vào trong cái cảm giác hoặc nhọn của cái thằng try, được chưa? Còn catch là bắt cái lỗi ra ngoài để nó đỡ bị ảnh hưởng đến cái luồng chạy của cái website của chúng ta, được chưa? Sau này chúng ta cũng sẽ có những cái thứ như vậy, ví dụ như tôi cái đoạn code trong này của tôi ấy, nó là cái đoạn code lưu dữ liệu xuống cơ sở dữ liệu, nhưng mà tôi chưa biết là nó diễn ra có đúng hay không, đúng không? Và tôi muốn là website của tôi vẫn chạy bình thường, nếu trong trường hợp nó có lỗi thì tôi sẽ tiến hành là alert cái lỗi đi ra cho người dùng xem, ví dụ như là alert error ra ngoài, đúng không? Và tôi vẫn log vào bình thường. Bây giờ tôi chạy à. Cái lỗi dạ. Ví dụ như chúng ta có thể là viết vào đây là đã có lỗi xảy ra nghiêm trọng thì hãy liên hệ với quản trị website, quản trị website để thông báo à. Dạ. Thì đây dạ. Đã có lỗi xảy ra, liên hệ với quản trị website để nhận thông báo và code của chúng ta nó vẫn chạy được như bình thường, nó không bị dừng cái hệ thống của chúng ta lại, được chưa? Thì đấy nó là cái ý nghĩa của cái try catch này. Thì nói chung là về về cách dùng cũng như là ý nghĩa của nó thì khá là đơn giản thôi, tuy nhiên là nó tác động đến cái việc chúng ta code rất là nhiều, thậm chí là sau này các bạn còn 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 người ta sẽ còn bắt các bạn xây dựng một cái hệ thống gọi là log log những cái lỗi này, tại thời điểm nào xảy ra lỗi, lỗi vì sao, được chưa? Do dữ liệu như thế nào, và lốc vào trong một cái file gọi là file file lốc. Ví dụ bạn nào code Laravel rồi ấy, thì sẽ thấy là trong đấy có một cái file là chấm lốc, thì nó sẽ ghi hết toàn bộ những cái việc xảy ra trong hệ thống lại, để làm gì, để người ta sẽ tại thời điểm đấy người ta dựa vào cái data đấy người ta tìm ra lỗi và vá cái lỗi đi. Thì đấy nó là cái việc chúng ta try catch những cái lỗi như thế này, chưa? Đấy, lý thuyết nó chỉ có thế và thực hành nó cũng chỉ có vậy thôi, rất đơn giản. Nhưng mà ý nghĩa của nó thì chúng ta nên nhớ để sau này khi mà gặp thì chúng ta có phương án giải quyết. Nếu mà trong trường hợp mà đặc biệt đấy, tôi rất hay xử lý mấy cái lỗi kiểu dạng như là group code thì với data chuẩn hết lỗi, nhưng mà với một cái điều kiện nào đấy lỗi nó xảy ra đến khi tester người ta nhảy vào người ta test nó bật ra cái lỗi đấy, nhưng mà mang về máy tôi nó lại bị lỗi, tức là cái lỗi đấy nó kiểu dạng như thi thoảng mới xảy ra thì nó cực kỳ gọi là khó để tìm được ra cái nguyên nhân vì sao nó xảy ra, cho nên là cái lỗi mà kiểu dạng là thi thoảng mới xảy ra, hoặc là cái kiểu dạng tôi hay nói với các bạn ấy là có thằng phải cài lại Win hay là cài lại cái gì ấy, những cái lỗi đấy tôi hay bảo là kiểu dạng cái này là do ăn ở ấy, thì những cái lỗi đấy nó thuộc dạng là cái lỗi khó khó debug nhất, nên là nhiều khi chúng ta phải bắt try catch vào để lốc lại những cái trạng thái khi mà người ta đang làm với dữ liệu là người ta đang làm như nào, truyền những cái tham số gì vào để nó gây lỗi, chứ còn chúng ta để tái hiện lại lỗi để mà sửa nó rất là khó tại những cái bug như vậy. Được chưa? Hiểu ý nghĩa của cái thằng try catch này chưa? Để làm gì cũng biết rồi đúng không? Đấy, bài hôm nay chúng ta chỉ có vậy thôi. Còn phần lab có ai thắc mắc gì về cái try catch này không? Try catch finally. Có ai thắc mắc gì về phần này không? Dễ quá à? Kiểu dạng đang mấy hôm vừa rồi đang học mấy cái hàm và biến đổi những cái hàm đấy nó vất vả, bây giờ tự nhiên đập trong cái try catch finally dễ quá, răng sốc à.
Nghe nó dễ hiểu. Em tưởng là giống với Có thầy Đạt. Không ai nói năng gì. thấy không ai nói năng gì là mình thấy như nào rồi. Rồi ok. Bây giờ xem bài lớp 2 nhá. Đây xem bài lớp 2 chúng ta có cái gì. Cái đoạn này hôm qua cũng cho làm thử rồi đấy. Thôi thì phần này nó dễ thì các bạn tự mà làm, tự đi mà làm thôi. Bài tập không có bài tập cho try guess nha. Try guess là do chúng ta tùy tùy áp dụng thôi. Dạ. Đặc biệt là cái regex nó không dễ đâu. Nên là chúng ta cố gắng tập trung vào search hoặc là xem trong slide xem có cái gì hay thì phang luôn. Dạ. Có ai thắc mắc gì không? Đến nay nghỉ sớm ăn cơm thầy. Ông ăn cơm rồi mà. Cũng chẳng nghỉ sớm đâu, chuẩn bị bài bài 3 đây. Sang bài 3 là sang đến OOP trong JavaScript rồi này. Thì các bạn sẽ hiểu OOP trong JavaScript nó sẽ triển khai như thế nào, dùng làm sao. Cái này không cũng 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 phức tạp phết đấy. Đấy đọc trước slide đi. Nó giúp ích rất nhiều cho các bạn trong môn Angular sau này. Hoặc là các bạn làm với React hay Vue.js gì đấy. Đấy thì xem đi nha. Xem trước đi. Rồi điểm danh. Điểm danh xong rồi cho nghỉ. Rồi. Đăng Trung. Con không? Không thấy đâu. Đây, Đăng Trung. Văn Ánh. Văn Ánh. Tú Tú. Văn Nam. Bích Thảo. Văn Thành. Trung Hiếu. Phạm Trung Hiếu. Nguyễn Thị Thùy. Vì đâu? Con này đi đâu nhỉ? Viết Tú. Có Tuấn Anh. Trần Yên. Duy Đăng. Việt Hoàng. Vũ Dũng. Ngọc An à, Ngọc Anh. Lê Anh Thái. Bá Tú. Duy Hiếu. Đức Hải. Đức Hải có không? Ngọc Quang. Văn Khương. Văn Khương. Khương không có. Thu à, Hoài Thu này ok này. Trung Nam. Nguyễn Trung Nam. Trần Văn Quang. Đinh Văn Thi. Lê Đình Vinh. Lê Bá Quốc. Quốc này nghỉ học nhiều nhỉ. Đức Thuận. Công Tuấn. Bá Hưng. Thanh Lâm. Thanh Lâm. Đây Thanh Lâm đây. Trọng Toản. Toản. Thành Vinh. Đinh Công Tuấn Anh. Quang Đại. Chí Hiệp. Chí Hiệp. Đức Huy. Tiến Tuân. Lê Tiến Tuân, à Nguyễn Tiến Tuân. Cao Thế Tung. Phạm Minh Hiếu. Rồi những bạn sau vắng này. Rồi đổi. Đỗ Anh Thái này. Thùy điểm danh rồi. Vũ Đức Hải này. Văn Khương này. Bá Quốc này. Trọng Toản này. Tiến Tuân này. Đấy là những bạn vắng nha. Rồi ok. Rồi. Các bạn về làm bài lab 2 giúp tôi nhá. Như hôm trước các bạn nộp bài là đang đang tương đối ổn đây này. Ví dụ anh Tiến hay là để tôi xem một Đinh Công Tuấn Anh nhá. Gì đây Đinh Công Tuấn Anh? À đây, đúng không? Một file như này cũng được. Không copy được.
À được. Đây, như này, tôi nhìn thấy luôn bài của Đinh Công Tuấn Anh. Tôi chấm luôn. Tôi đỡ phải tải về máy. Được chưa? Các bạn dùng code mẹ cũng được. Rồi ok, đấy các bạn nộp lại giống Đinh Công Tuấn Anh hoặc là giống Lê Anh Tiến này nhá. Bạn hãy attach những cái đường dẫn vào. Đây 6 cái đường dẫn này cũng được này. Được chưa? Đấy các bạn làm như thế để tôi chấm cho nhanh nhá. Thì hôm nay tôi sẽ mở bài lab 2. Để chúng ta có cái để làm cho đỡ rảnh. Đâu rồi, bài lab rồi, lab 1 này. Tạo ra một bài mới. Lab 2. Thực hiện giống như bài lab 1. Viết code lên trên CodePen và nộp lại link các bài tập. Ok nhá. 10 điểm thôi. Due date là tối ngày mai nhá. Tối ngày mai phải nộp rồi. Còn bài assignment thì đến chủ lớp chúng ta học cái phép dữ liệu, lấy dữ liệu từ server ấy. Đến lúc đấy tôi sẽ cho các bạn làm bài assignment. Thì ra không phải vội đâu. Cái đấy dùng API có sẵn ở thầy hay lại... Đúng không? Chúng ta sẽ dùng mock API. Dùng cái này để lấy dữ liệu, lấy data và để lưu trữ data luôn. Được chưa? Dùng này nhá. Thế đến bao giờ các bạn dùng phép, học phép và học async await, tôi sẽ hướng dẫn cái này nhá. Rồi ok, hôm nay chúng ta vậy thôi. Thế nhá, chào các bạn. Cái gì đấy? Thằng nào về hi hi đấy.